Nhật ký Vương Khánh Hưng ngày 13 tháng 12 năm 2023. Hello. Chào. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn lúc này là buổi sáng. Buổi sáng thì tôi đi tìm ý tưởng cho một câu chuyện kể. Kể chuyện là một bộ môn tôi dùng để rèn luyện kỹ năng sáng tác. Ở đó tôi sẽ tìm nội dung của một câu chuyện. Và rồi tôi sử dụng cái điện thoại, dùng nó ghi hình để tạo ra câu chuyện. Tôi sẽ kể câu chuyện cách thức tôi ôn tập môn ngoại ngữ. Tôi thích hai môn ngoại ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Hoa. Tôi trộn lẫn hai cái môn ngoại ngữ này và luôn luôn tìm tòi cách thức để học cho nó hiệu quả. Làm vậy tôi cũng giúp cho cái bộ óc của mình luôn luôn ở trạng thái tìm tòi tích cực. Khi tôi học một ngoại ngữ thì tôi sẽ chọn một chủ đề, một cái object, một chủ đề. Rồi tôi suy nghĩ chung quanh chủ đề đó. Ví dụ như đây là trái dừa. Thì bây giờ tôi sẽ chọn những cái câu xoay quanh cái trái dừa này. Nhờ vậy phát triển được kỹ năng liên tưởng. Liên tưởng là một kỹ năng quan trọng, bởi vì từ chuyện này chúng ta nghĩ ra chuyện kia, từ chuyện kia ta nghĩ tiếp ra chuyện kia, ta cứ kéo dài như vậy thì ta mới có thể làm tươi được cái bộ óc của mình, nhất là đối với bộ óc của những người già. Sau khi chọn xong một cái object, một cái chủ đề, thì tôi sẽ dùng Google Translate tập trung chung quanh chủ đề đó. Ví dụ, tôi sẽ nói đây là trái dừa. Tôi sẽ viết 这是, đây là 叶子, là trái dừa. Thì nó phải có bộ mọc. Kế bên là cái từ chỉ âm đọc, là chữ 叶子, là trái. 子 là tử, nhưng ở đây có nghĩa là trái. 这是叶子. Đó, tức là tôi đặt cái chủ đề, tôi sẽ suy nghĩ xoay quanh cái trái dừa. Nhờ có Google Translate
mà ngày nay chúng ta có thể học môn ngoại ngữ ở bất cứ lúc nào, nơi nào, một cách đơn giản, không tốn kém mà hiệu quả. Bây giờ tôi thích uống nước dừa. Đó là câu liên tưởng liên quan đến trái dừa. Tôi sẽ thép vào cái phồn. Tôi thích uống nước dừa. Tôi thích hơ dê sử sợi. Dê sử là trái dừa, sợi là nước. Tôi sẽ học viết câu này. Wo là ngã, tức là tôi. Sử hoan tức là thích. Đây là một từ kép. Hơ, hơ thì là uống, tức là phải có bộ khẩu. Wǒ xǐhuàn hè yè shì là dừa. Phải có bộ mọc. Kế bên là từ chỉ âm đọc. Yè shì shuǐ là nước. Wǒ xǐhuàn hè yè shì shuǐ. Tôi thích uống nước dừa. Nước dừa rất mát. Nước dừa rất mát. Dê zi shuǐ fei chang liang shuǎng. Dê zi shuǐ fei chang liang shuǎng. Dê zi shuǐ fei chang liang shuǎng. Bây giờ thì tôi đã thuộc cái chữ dừa rồi. Bên đây là bộ mọc. Kế bên là từ chỉ âm. Dê zi shuǐ tức là nước dừa. Rất, rất ở đây có nghĩa là phi thường. Phi sản. Phi sản là phi thường, có nghĩa là rất. Phi sản. Liang shuǎng là lương sản, tức là mát. Dê sử sợi huy sản lãng soạn. Ta có thể nghe, đọc nhiều lần bằng cách thép vào đây. 椰子水非常凉爽。椰子水非常凉爽。 Bây giờ ta sẽ nói tiếp là ở Việt Nam người ta trồng rất nhiều cây dừa. Ở Việt Nam người ta trồng rất nhiều cây dừa. 在越南人们种植了大量的椰子树。在越南人们种植了大量的椰子树。 Ta phân tích câu này. 在越南 là ở Việt Nam. 在 Việt Nam là ở Việt Nam. Rễn mẫn trung sử tức là người dân trồng. Rễn mẫn trung sử là trồng. Là nhiều, có đây là ta liang. Ta
亮的大量的叶子书叶子书在越南，人们种植了大量的叶子树，tức là ở Việt Nam người ta trồng rất nhiều cây dừa. Tiếp, nhiều người mỗi ngày uống một trái dừa. 许多人每天都会喝一个椰子。许多人每天都会喝一个椰子。nhiều người tức là 许多人 là gì?许多人 là nhiều người mỗi thiên đều hội mỗi thiên tức là mỗi ngày đều hội cũng là hơ là uốngí cơ dễ sử í cơ dễ sử. Trong câu này thì xì tô rảnh là nhiều người, vì thiên tô khuy hơ mỗi ngày cũng uống í cơ dễ sử một trái dừa. Ta tập trung những câu nói, những cái ý nghĩ liên quan đến yes, liên quan đến trái dừa. Tiếng Anh là coconut, coconut, trái dừa, yes.Ta tìm tiếp. Thép vào trong cái đây và nói. Tiếp tục. Cây dừa có thể dùng làm rất nhiều chuyện.椰子树可以用来做很多事情。椰子树可以用来做很多事情。该有了椰子树的椰狗呢？椰胳膊毛子树。đó là cây dừa.可以用来，可以用来，có thể dùng để做 là làm, 做 很多 là nhiều, 事情 là chuyện, sự tình tức là chuyện.椰子树可以用来做很多事情。Bây giờ ta nghe máy đọc câu này. 椰子树可以用来做很多事情。
và dĩ nhiên có thể nghe nhiều lần. Người ta có thể phơi dừa để dùng nó làm chất đốt. Chúng ta sẽ nói câu này. Người ta có thể phơi khô trái dừa để dùng làm chất đốt. Rén mẩn có thể chọn dễ từ sai can dùng cho rán liệu. Ta sẽ phân tích câu này. Rén mẩn có thể, tức là người dân có thể. Rén mẩn có thể, người dân có thể. Chọn dễ từ sai can. Chọn chúng ta đang học dạng chữ dạng thể chọn dễ từ sai. Sai là phơi, thật ra nó có chữ nhật là mặt trời, bên đây là chữ tây là chỉ âm đọc. Sai can tức là phơi khô. Dùng lại cho rán liệu. Dùng lại tức là dùng để dùng lại, cho là làm. Rán liệu, rán là nhiên á, bên đây là bộ quả chỉ nghĩa, bên đây là chữ nhiên để chỉ âm đọc. Liệu bên đây là chữ mễ, bên đây là chỉ âm đọc. Rán mẩn có thể chọn dễ từ sai can dùng lại cho rán liệu. Cái ý tưởng chúng ta phân đoạn là rán mẩn có thể, người dân có thể. Chọn dễ từ sai can là lấy cái phơi khô với trái dừa. Sai can là phơi khô. Dùng lại cho rán liệu tức là dùng nó để làm chất đốt. Rán liệu là nhiên liệu, là chất đốt. Tiếp tục. Tôi thích uống nước dừa lạnh. 我喜欢喝冷椰子水。我喜欢喝冷椰子水。 我喜欢 tức là tôi thích. 我喜欢 là tôi thích. 喝 là uống, động từ 喝 là uống, có bộ khẩu. 椰子 là trái dừa, 冷 là lạnh, 冷. 椰子 水 là nước, nước dừa. 我喜欢喝冷椰水 tức là tôi thích uống nước dừa lạnh. Chúng ta có thể áp dụng cách này để phát triển tư duy. Đầu tiên thì chúng ta chọn một cái chủ đề. Chủ đề ví dụ như là trái dừa thì tiếng Hoa gọi là dê sử. Ở đây có bộ mọc, kế bên là cái phần chỉ âm đọc. Dê sử là trái dừa. Sau đó chúng ta đi tìm tòi những câu có liên quan đến trái dừa. Đó. Dừa thì rất cứng, ví dụ vậy. Nước dừa thì ngon, nước dừa thì mát,
và chúng ta phát triển những ý tưởng đó bằng những câu nói tiếng Trung. Và khi học ngoại ngữ thì chúng ta luôn luôn thực hiện 4 chức năng, tức là nghe đọc bằng cái tai, nhìn chữ bằng con mắt, nói phát âm bằng miệng và viết ra chữ bằng bàn tay. Điều quan trọng là chúng ta phải lặp đi lặp lại cho tới thuộc lòng. Ta đừng học bài mới, ta nghe đi xem lại bài cũ cho tới thuộc lòng. Do đó kỹ thuật kể chuyện cũng giúp cho chúng ta lưu giữ được những cái bài học, mà nhờ vậy trong ngày chúng ta có thể xem đi xem lại nhiều lần cho tới nhập tâm, cho tới thuộc lòng. Đó là phương pháp mà tôi gọi là học theo kiểu liên kết, tức là chọn ra chủ đề rồi ta nhìn cái chủ đề đó mà phát triển tư duy. Chào. Hello. Chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn lúc này là buổi quá trưa. Khoảng 1 giờ. Bây giờ thì tôi lại có ý định là sẽ đi vòng vòng để lấy hình cảnh đường phố. Là người thích kể chuyện, do đó mỗi khi rảnh rỗi là tôi lại nghĩ ra tìm cái việc gì đó để làm. Dựa vào đó sẽ có câu chuyện kể. Tôi có ý định ra phố. Rồi lúc này rất nóng. Do đó tôi đi làm mát. Rồi sẽ ra phố đi vòng vòng để săn hình. Tôi ra phía sau nhà dội nước. Để tắm mát. Thì tôi sẽ dội nước làm mát cho body. Này gọi là giải nhiệt. Tôi đang nghĩ là mình sẽ đi đâu.
Ở đây trời trưa rất oi bức, rất nóng. Cứ mỗi lần cảm thấy oi bức thì tôi ra sau nhà dội nước. Dùng nước để giải nhiệt. Về phòng. Tôi đã về phòng. Đeo giò dòng mắt vào. Lao khô chứ. Xỏ cái quần giày vô. Quần nhiều túi. Bận vào cái áo mỏng. Mang theo cái khăn ướt để làm mát. Mọi thứ đều có sẵn ở trong đây. Thêm cây dao hướng đạo. Bây giờ là xỏ vào đôi giày. Như vậy là tôi đã đủ đồ chơi để có thể đi một vòng xem cảnh đường phố, đi săn hình.
với cái điện thoại ở trên tay. Với cái chân ba cẳng có thể cho nó đáp xuống ở bất cứ chỗ nào. Như vậy là tôi có thể ghi được hình. Lên đường. Chào. Tôi đã ra đường Nguyễn Trãi. Đây là đường Nguyễn Trãi. Buổi quá trưa. Lúc này là khoảng 1 giờ. Tôi sẽ băng qua đường và đi về hướng đường Nguyễn Văn Cừ. Đường hẻm bên kia là đi vào nhà tôi. Ở đây phương tiện di chuyển là xe gắn máy. Do đó trên đường rất nhiều tiệm sửa xe gắn máy. Đường Đại học Sài Gòn. Dạy các chuyên ngành, 7 chuyên ngành, 12 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Đối diện hồi xưa là nhà cổ, bây giờ người ta cho mướn để mua bán quần áo. Anh có giá xe đạp không? Lát tôi để ra. Tiệm bán đồ nội y. Americano. Ở trên là coffee. Tiệm này mới khai trương.
Tôi đang đi dọc theo đường Nguyễn Trãi, hướng lên đường Nguyễn Văn Cừ. Đây là đường Nguyễn Biểu. Ở đây người ta bán rất nhiều loại nón. Đường Nguyễn Biểu. Bầu trời buổi quá trưa. Chỗ chờ xe bus. Bà già thu giấy. Bên kia là những tiệm thời trang. Ta bán nhiều loại nón. Ở Nguyễn Trãi có những cây dầu cao to. Đàn lá rậm tạo bóng mát ở dưới mặt đường. Bán nón. Rất nhiều chỗ bán nón. Trường mầm non Vàng Anh. Cây xăng trang trí lại. Ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi.
đường Nguyễn Văn Cừ. Tôi đang thả bộ trên lề đường Nguyễn Văn Cừ, đi ngang nhà hàng Biển Việt. Người ta trang trí cho lễ Merry Christmas. Tôi đang thả bộ trên đường Nguyễn Văn Cừ, đi ngang cà phê Rita Võ. Đường Nguyễn Văn Cừ buổi trưa. Nếu đi theo hướng này thì sẽ qua cầu Nguyễn Văn Cừ. Cầu Nguyễn Văn Cừ bắc ngang sông Tẻ. Đây người ta chăm sóc những bụi cây rất kỹ, tạo hình rất đẹp. Tôi tới đường An Dương Vương. Cây xăng Sài Gòn Petro. Tôi sẽ đi tới chỗ cầu Dừa. Băng quá, tự nhiên quá. Bán nước mía, một lát trở về sẽ uống nước mía. Tôi đang đi trên đường Nguyễn Văn Cừ, đi về hướng cầu Dừa. Vừa đi vừa tự ghi hình. Gánh bán bự.
đường Nguyễn Văn Cừ trước 75 là đường Cộng Hòa. Bán những thứ mà thanh niên thích ăn. Người ta gọi là ăn vặt. Ăn vặt. Nói chung là ở đây người ta bán đồ cho sinh viên, học sinh, do đó là giá bình dân. Tôi sắp đi tới cầu vượt. Cái này là trường đại học khoa học tự nhiên, đại học khoa học tự nhiên. Trước 75 là đại học khoa học Sài Gòn. Tôi có 5 năm học ở đại học khoa học Sài Gòn. Bây giờ là đại học khoa học tự nhiên. Đây là một địa chỉ rất là đáng nhớ. Trước 75 ở đây là giảng đường 1. Giảng đường 1 vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Sức chứa khoảng 300 sinh viên. Ở đây người ta trồng me tây. Me tây là loại cây có nhiều nhánh, nó lên không cao thì nó bắt đầu nó tách nhánh, do đó cây cho bóng mát. Con đường này người ta thích trồng me tây. Tôi đã tới cầu vượt và tôi sẽ ghi hình ở đây. Đây là cầu vượt bắc ngang đường Nguyễn Văn Cừ. Trước 75, đường Nguyễn Văn Cừ là đường Cộng Hòa. Phía đối diện là một cái mảnh đất rất rộng, người ta gọi là
cái vùng đó gọi là tổng nha cảnh sát, tổng nha. Ở đây có trường Đại học Khoa học Sài Gòn. Dưới đất này ta rải rất nhiều lúa để cho chim ăn. Cầu vượt bắc ngang đường Nguyễn Văn Cử. Bán bánh mì. Nước uống. Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Trước là trường Petrichki. Còn rất nhiều phần giữ lại, đó là cấu trúc theo thời Pháp. Nhà tôi cách đây khoảng 2 cây số, tôi đã thả bộ tới đây. Tôi sẽ theo cầu thang đi lên cầu vượt. Tôi đang lên cầu vượt. Đứng từ đây nhìn chung quanh săn hình. Tiếp tục đi lên. Nhìn vào trường chuyên Lê Hồng Phong. Mặt trời đã sunset dần ở hướng Tây. Đứng từ đây nhìn xuống chụp được rất nhiều hình. Ở đây có mái che thành ra mát. Xa xa là ngã 6 Cộng Hòa. Nếu đi thẳng theo đường này thì sẽ qua Phạm Thế Hiển, bến Vân Đồn, qua cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Nguyễn Văn Cừ. Cầu Nguyễn Văn Cừ song song với cầu chữ Y nhưng nằm ở băng ngang kênh Tẻ. Đây là cầu thang đi xuống. Royal Tower B.
xuất bản giáo dục thành phố. Bên kia là trường chuyên Lê Hồng Phong. Đây là cà phê Highland. Tôi đã xuống tới mặt đất. Cầu giữa bắc ngang đường Nguyễn Văn Cừ, chạy thẳng sẽ ra đường, sẽ ra ngã 6 Cộng Hòa. Nhiều tiệm đã trang trí để mừng ngày Chúa Giáng Sinh, Christmas, Merry Christmas. Ở đây người ta cũng cố gắng làm cây thông. Now John. Chúng ta sẽ trở lên để băng qua bên kia đường. Hồi trước thì không có làm mái che, bây giờ thì có làm mái che mát. Rất nhiều hình sinh động. Tôi sẽ dừng lại ở đây để chụp cho mình một số hình. Tôi đang ở trên đường Nguyễn Văn Cừ, ghé vô đây uống ly nước mía. Một ly nha. Đây là đường An Dương Vương. An Dương Vương là đường dọc hướng Đông Tây. Còn đây là đường Nguyễn Văn Cừ hướng Nam Bắc. Trước 75 là đường Cộng Hòa. Ghé
vô đây nghỉ chân uống nước mía. Trưa nắng đi ra phải đội nón. Dùng khăn mát để đánh cái nóng hừ hực. Đem theo cái quạt. Đủ đồ chơi á. Ở lâu rồi thì quen. Biết cách ứng phó. Cứ ngồi ở góc đường ăn dương dương Nguyễn Văn Cừ. Đi đâu cũng đem theo cái quả. Mát không? Thấy không? Thấy đủ đồ chơi đó, thấy không? Đủ đồ chơi đó. Mang theo cái quả. Mang theo cái khăn ướt. Đi nó khô luôn. Đây, bạn thấy không? Đi nước mía nè, đã đời không? 10.000. 10.000 tức là chưa tới nửa đô nữa. 1 đô 25.000. Ở Mỹ ít nhất cũng phải là 7 đô. 7 đô một ly nước mía. Đây người ta trồng mía với dừa, đó là hai cái thức uống rất là phổ biến. Ở đâu mình cũng có thể dừng chân nghỉ ngơi. Tôi nhớ một lần thì trước 75 là đường Hiền Dương. Rồi lúc đó con đường này ráng nhựa dở lắm, để nắng lên là nó xốp. Có 5 năm học ở Đại học Khoa học Sài Gòn, do đó khu này tôi đi nát hết. Tôi có thể đi 5 cây số cũng
muốn sao. Chụp vài tấm hình. Lạnh quá. Tôi đem xe đi giá cái bánh xào. Bánh mềm. Sửa xe đạp rút cầm Honda 245. Đây là đường Nguyễn Trãi. Buổi quá trưa. Đi giá bánh xe. Đây bán đồ nội y phụ nữ. Bên đây bán đồ xả cò.
thao nước mới tìm ra được cái chỗ xì. Chị chỗ cũ phải không? Thì tìm lâm hết á, hai ruột của chú, hai ruột chính xì có chỗ đó thôi đó nè. À đây nè, ờ đây nè. Bây giờ thay cái ruột làm sao? Hai ruột xịn 90 lương công hả? Hai ruột xịn 90 lương công cho chú, tức là bây giờ 100.000 là thay luôn cái thụ. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi thay đi, bảo đảm không? Rồi bảo đảm cho chú. Bảo đảm mấy ngày đi chứ, đây lấy cục xịn mà, không lấy cục giỡn đâu, cũng sợ. Ờ xì quá rồi, bây giờ phải tha cái ruột khác. Có tiệm cà phê nè, và phía bên kia đó nhận ngay một ly cà phê miễn phí. Ông có sẵn luôn phải không? Dạ đây đây, có sẵn luôn, có sẵn cho chú luôn. Khỏi phải chạy đi mua ha. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Giờ mình phải mở bánh nè. Sáng chỗ này khai trương mà phải không? Khai trương bán cà phê hả? Cà phê, cà phê. À, cà phê có coffee hả? Coffee. Tài trợ chính là đội tuyển Argentina. À, tài trợ cho nó là Argentina. Thôi, Messi rồi.
lòng 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 ghê không? Chứ sợ đầu câm đâm nữa nó chứ. Cái này không có. Lót ha, lót lót mấy cái đầu cầm. Hai rổ cái rùa kia, cái chỗ giá nó banh rồi. Tiện quá ha, anh thủ sẵn ruột rồi ha. Chứ bây giờ đi đâu mua, phải chạy ra tới Tân Thành mới có phải không? Anh á, anh chạy ra chứ mà kiếm tới chỗ rồi mày nữa xe đạp kiếm thôi lắm á. Mệt lắm đó, mệt lắm đó. Ờ, bây giờ không có. Đi lắm á, chúng ta giận luôn. Thank you.
xe. Cái ruột nó hư quá. Xong rồi phải không? Rồi, xong rồi. Trả tiền. Trăm hả? Trăm. Rồi, thổi lại 100. Ý ở đây mình cũng có giấy 100 nè. Rồi, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Yeah. Chào bạn. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ tư. 13 tây tháng 12 năm 2023. Âm lịch nhằm ngày mùng 1 tháng 11 thiếu năm Quý Mão. Thế vận hôm nay. Chào. Tài vận 58%. Chợ Lớn. Việc học 83%. Việc làm 60%. Số đào hoa 51%. Thả bộ. Chuyện tình ái đi ra đường trần 70%. Gần nhà. An toàn để an toàn 63%. Sức khỏe 98%. Tổng hợp tôi đi đường hẹn 85%. Nếu đi theo đường này thì sẽ ra đường những chuyện làm được. Những chuyện làm được hôm nay là cúng tế, bái tế tổ tiên, chùa miếu, bái thần minh. Trận đạo chỗ săn bắt, tìm diệt các loại côn trùng có hại cho nông nghiệp. Cảm ơn. Đây là tuổi xung khắc. Hôm nay là ngày của tuổi Tỵ. Nghe nói tuổi Tỵ con rắn. Trong khi đó tôi muốn ra đó. Tuổi Tỵ con rắn ăn đồ cháu xung khắc giới. Tuổi Hợi con heo. Đi theo đường này. Sinh tiêu tương hại. Tuổi Tỵ con rắn hại tuổi Dần con cọp. Ở đây người ta lục hợp sinh tiêu. Tuổi Tỵ con rắn lục hợp với tuổi Thân
con khỉ. Sao nhà thờ họ đạo chợ quán? Tam hợp sinh tiêu, tuổi Tỵ con rắn. Tam hợp giới, tuổi Dậu con gà. Sơn. Và tuổi Sửu con trâu. Tượng Đức Mẹ Maria. Phương vị của các vị các thần. Hỷ thần ở hướng Tây Bắc. Phúc thần ở hướng Tây Nam. Gần lễ rồi. Tài thần ở hướng Đông Bắc. Dương quý nhân ở hướng Tây Nam. Âm quý nhân ở hướng chính Tây. Nơi Chúa hài đồng giáng thế. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Have a good day.